Phượt thủ Trung Quốc tò mò tìm đến ngôi làng thuộc top nghèo nhất Việt Nam và nhận ra nó vẫn tốt hơn Trung Quốc. Loa phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cho mình hỏi có bạn nào ở đây cũng sống ở vùng nông thôn giống mình không nè? Chắc các bạn cũng có cảm nhận giống mình, quê hương chúng ta đang có sự lột xác trên mọi phương diện của cuộc sống. Cứ dăm bảy bữa không về quê thì kiểu gì lúc quay lại chúng ta cũng thấy lạ lạ, quê hương đang phát triển nhanh quá đi thôi. Điện đóm sáng trưng, nhà cửa khang trang mọc lên khắp nơi, wifi phủ sóng đường làng, đi làm ruộng cũng lướt mạng được. Điều này rất dễ hiểu vì suốt hàng thập kỷ qua, nhà nước ta luôn tập trung phát triển nông thôn mới và không để ai bị bỏ lại phía sau cả. Tuy nhiên, sự phát triển của Việt Nam không phải ai cũng biết, chẳng hạn như các bạn cư dân mạng đến từ đất nước hàng xóm Trung Quốc. Nhưng mới đây thì có một anh chàng phượt thủ Việt Nam đã cố tình tìm đến một trong những ngôi làng mà anh ấy cho rằng là nghèo nhất Việt Nam, mục đích để quay video câu view đăng lên mạng xã hội Trung Quốc. Cái kết là nghèo đâu không thấy, chỉ thấy một sự thật không thể tin nổi. Cụ thể anh ấy là ai và video của anh chàng này có thể làm thay đổi định kiến của người Trung Quốc về Việt Nam không? Mời các bạn hãy cùng theo dõi tiếp trong video này nhé! Nhưng trước hết nhờ các bạn một chút, hãy dành vài giây nhấn like và đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để chúng mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video chất lượng hơn nha! Xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Đầu tiên chúng ta hãy cùng làm quen với anh bạn phượt thủ người Trung Quốc này. Anh ấy tên là Thiếu Bằng, một blogger du lịch kiêm phượt thủ khá nổi tiếng của Trung Quốc. Gọi là phượt thủ vì anh ấy rất đam mê việc khám phá những đất nước khác nhau trên chính con xe máy của mình. Cách đây 2 tháng, sau rất nhiều do dự, Thiếu Bằng cũng đã quyết tâm dành ra hẳn 45 ngày để trải nghiệm đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bắt đầu từ biên giới phía Bắc, Thiếu Bằng đã rong ruổi đến nhiều tỉnh thành khác nhau cho đến tận miền Nam. Trong một bữa ăn tại một quán ăn ven đường ở tỉnh Tiền Giang, Thiếu Bằng đã hỏi thăm người dân, nơi nào ở đây là nghèo nhất? Bà con đã chỉ cho Thiếu Bằng đến một ngôi làng gần đó và hôm nay anh ấy đã quyết lên đường đi khám phá ngôi làng nghèo nhất vùng. Thế nhưng khi đến nơi, những gì đập vào mắt khiến anh ấy rất sốc. Thiếu Bằng bàng hoàng nói, nông thôn Việt Nam nghèo đến mức nào, các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Sự thật này tôi cũng không dám tin. Trước khi đến đây, tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có những ngôi nhà tranh vách lá với nền đất màu đen, người dân làm việc cực khổ trên đồng ruộng từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm cơm. Thật khó tin, tôi đã hỏi thăm người dân về ngôi làng nghèo nhất ở đây và tôi đã đến với xã Cẩm Sơn. Khi đến nơi thì nó thực sự không tệ. Những ngôi nhà cao tầng mới tinh nằm bên đồng ruộng giống như là biệt thự, đường xá đều là bê tông, không có đường đất, trường học rất to đẹp và khang trang, không khó để bắt gặp những chiếc ô tô lăn bánh trên đường làng. Có thể bạn không tin, nhưng đây là những gì tôi thực sự chứng kiến. Tôi luôn truy tìm nơi nghèo nhất Việt Nam để quay lại, nhưng dường như là không thấy nghèo gì cả. Và đó là những chia sẻ của Thiếu Bằng trong đoạn video nói trên. Chắc chắn rằng nó sẽ là một bất ngờ lớn dành cho netizen Trung Quốc, những người hay hiểu nhầm về Việt Nam một cách tai hại. Vậy cụ thể, họ đã nói gì sau khi xem video này? Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Nơi nghèo nhất Việt Nam đây sao? Vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi, đáng ra đây phải là những ngôi nhà tranh xây bằng lá và bị dột nước mưa bất kể lúc nào. Người Việt Nam rất đoàn kết trong nội bộ, đặc biệt là những người trong một gia đình. Người trẻ đi làm ở thành phố sẽ quay về nông thôn để xây dựng nhà cửa khang trang, khác với Trung Quốc, một đi là không trở lại. Cảm giác lớn nhất mà tôi có được khi xem video của Việt Nam là họ thích treo cờ Tổ quốc, một đất nước treo cờ có ý thức là đất nước thực sự yêu nước. Ở Trung Quốc dù có bắt buộc cũng chẳng ai thèm treo. Nó rất tốt, những ngôi nhà đều ổn và được quy hoạch tốt, chúng còn đẹp hơn một số vùng ở nông thôn của Trung Quốc. Khó tin quá, quy hoạch của khu nông thôn này cũng giống như nông thôn nước ta, cạnh đường xi măng có dãy nhà, cạnh ngã tư cũng có dãy nhà, đằng sau cũng có dãy nhà, tóm lại tôi nghĩ nó đến từ vùng nông thôn của chúng tôi, không thể nào là Việt Nam. Không tệ, nhìn gần giống vùng nông thôn miền Tây Trung Quốc, nếu không nói ra tôi còn tưởng đó là Trung Quốc. Nước nào cũng có người nghèo, chỉ nhìn vài căn nhà cũng chẳng chứng minh được gì. Nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc cũng không đẹp như trong video này, toàn là cụ già sống trong những ngôi nhà thiếu điện và không có internet. Đường làng không có bê tông mà toàn đường đất. Tôi đã sinh ra trong ngôi làng như vậy và hơn 10 năm qua tôi không quay lại. Hơn 60% nông thôn ở Việt Nam có trình độ ngang bằng với chúng ta 20 năm trước. Nhiều vùng nông thôn của chúng ta bị bỏ hoang, toàn là người già, trong đó có các làng ven biển Phúc Kiến. Việt Nam thực sự không nghèo, nhiều người không biết cách truy cập internet và nhận thức của họ rất thấp. Tiêu dùng cũng giống như Trung Quốc, 1.000 mua được một chiếc bật lửa tương đương với 1 nhân dân tệ. Có người nói hãy cầm 100.000 nhân dân tệ và sang Việt Nam và trở thành triệu phú. Nhưng thực tế thì mức tiêu thụ như nhau, một bữa ăn có giá cả 100.000, nó tương đương với hàng chục nhân dân tệ cho một bữa ăn. Rất nhiều người đang ảo tưởng mà không biết xấu hổ. Những vùng nông thôn ở Việt Nam thật đẹp, họ đẹp hơn làng của chúng tôi rất nhiều, đường rất sạch và những ngôi nhà tự xây cũng rất đẹp. Tôi thực sự muốn sống ở một vùng nông thôn như vậy, tình yêu của tôi đến từ miền Nam Trung Quốc. Thành thật mà nói, những vùng nông thôn này giống với những vùng nông thôn ở Trung Quốc, ngoại trừ một số vùng nông thôn ở phía Đông được xây dựng tốt hơn. Những vùng nông thôn ở các tỉnh khác của Trung Quốc cũng tương tự như trong video, hoặc thậm chí là tệ hơn.
Nó tốt hơn làng của tôi rất nhiều, tôi rất ghen tị, nơi nào cũng sạch sẽ, tự nhiên và sang trọng. Đó là vùng đất siêu hạng lý tưởng của tôi. Tôi rất tiếc vì đã không đến Việt Nam định cư, vừa hiện đại vừa bình yên. Thành thật mà nói, khu vực nông thôn này ngay cả ở Trung Quốc cũng chưa chắc bị kịp. Chưa kể là đi sau chúng ta bao nhiêu năm, ít nhất nó được quy hoạch bài bản và có nhiều điểm tương đồng với khu vực nông thôn của chúng ta. Tốt hơn nhiều vùng nông thôn ở Quảng Đông, Việt Nam không nghèo chút nào và cuộc sống khá tốt. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thấy một Việt Nam thực sự. Xã hội của Việt Nam có thể đạt đến trình độ trung bình ở miền Nam Trung Quốc, thực sự rất tốt. Cầu mong Trung Quốc và Việt Nam được hưởng hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển tiến bộ. Phong cách nông thôn ở Vân Nam về cơ bản giống với phong cách nông thôn của Campuchia và cũng giống với phong cách của Hải Nam ở Quảng Tây, Trung Quốc, dễ hiểu vì chúng ta là tổ tiên của họ. Cuộc sống ở nông thôn Việt Nam khá thoải mái, diện mạo tổng thể tương đối tốt, sạch sẽ, ngăn nắp, rất đặc biệt và được quy hoạch tốt. Một số vùng nông thôn ở miền Tây Trung Quốc có thể không được tốt lắm. Thanh niên ở nông thôn Trung Quốc về cơ bản đều đến các thành phố lớn hết rồi. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam có thể hợp tác và cùng nhau phát triển và mọi người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu chụp những bức ảnh này không thu hút được lượng truy cập thì bạn nên chụp thêm ảnh các cô gái Việt Nam để lượng truy cập sẽ tăng lên. Việt Nam tốt như vậy, tại sao vẫn muốn lấy chồng Trung Quốc? Tốt, rất tốt, cuộc sống khá giả, sạch sẽ, gọn gàng và thoải mái. Nông thôn Việt Nam ở đây đã đạt đến trình độ nông thôn ở Chiết Giang và Giang Tô. Đi xem các dân tộc thiểu số ở miền Trung Trung Quốc nghèo hơn Việt Nam rất nhiều. Trời ơi, đất nước này đang âm thầm phát triển trong khi chúng ta vẫn luôn ảo tưởng về chính mình. Vâng, trên đây chính là rất nhiều comment khác nhau của người Trung Quốc. Rất nhiều bạn Trung Quốc vẫn còn bán tín, bán nghi nghĩ rằng khung cảnh trong video là ở Trung Quốc mới ghê chứ. Xin thưa, Việt Nam chúng tôi đã phát triển như vậy từ lâu rồi. Nếu như trước đây con đường chỉ có màu của cát trắng, màu của sỏi đá, thì bây giờ nông thôn Việt Nam đã được khoác lên mình một màu áo mới, màu của xi măng, màu của bê tông hắc ín trộn đều với nhau tạo thành một bộ mặt nông thôn rất khác biệt. Con đường phẳng phiu, đẹp đẽ, sạch sẽ khác hẳn với con đường luôn phủ đầy cát bụi. Về nông thôn Việt Nam, ở đâu cũng vậy, những ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng mọc lên san sát nhau. Khi xây nhà xong, người ta còn xây những cái cổng thật cao, thật đẹp, nhìn rất đã mắt. Cho tới trường học, trạm y tế cũng được trang bị đầy đủ hơn. Bây giờ thì ở quê đã có đầy đủ trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 riêng rồi. Ngôi trường nào cũng khang trang, hiện đại và vượt trội hoàn toàn so với cách đây 10 năm. Bố mẹ chúng ta cùng những người dân ở quê đã đỡ cực nhọc, vất vả hơn rất nhiều. Trước đây thì mỗi lần đi làm đồng hay tưới nước cho rau màu thì tất cả đều làm bằng tay. Nhưng giờ đã có máy móc, đã có các thiết bị tiên tiến nên công sức lao động của mọi người bỏ ra. Ít hơn, nhưng đến vụ thu hoạch lại được nhiều hơn. Các bạn nghe đến đây có nhớ lại những ký ức tuổi thơ của chúng ta hay không? Ngày ấy chúng ta chưa có điện, cứ đến chập tối là thắp đèn dầu và đóng cửa ở trong nhà. Ngại sang nhà hàng xóm chơi vì trời tối quá. Thế mà giờ đây, hai bên đường san sát những ngôi nhà 2 tầng mọc lên, đèn điện được thắp sáng trưng, những cột dàn anten dựng lên cao ngất. Chẳng hạn ở khắp các miền quê trên đất nước ta, có rất nhiều nơi có cảnh đẹp và sự đổi mới giống như vậy. Mình không phủ nhận rằng ở Việt Nam vẫn có những nơi vùng sâu, vùng xa, cần sự giúp đỡ và còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng thực tế thì cả nước ta đang cố gắng hết mình để nâng đỡ những vùng khó khăn vươn lên. Không đời nào Việt Nam nghèo nàn, khổ sở như tưởng tượng của các bạn Trung Quốc đâu. Còn các bạn nghĩ gì sau khi xem video này? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của các bạn nhé! Đến đây thì Loa Phường 4.0 phải nói lời tạm biệt đến tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!